Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có bác mẫu xe đạp format Objetila 26, một dòng xe đạp rất là cao cấp của Nga, thương hiệu của Nga, và được sử dụng bộ đè chuyển động là full Shimano DOG, đùi trục rỗng, bánh 26 inch, Mayer bi vòng của Lovatec, khung nhôm. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8.800.000. Vậy các bác đã được một chiếc xe đạp cấu hình DOG rất là cao cấp và bộ giảm xóc là giảm xóc hơi, đùi đĩa trục rỗng, thương hiệu thì cũng rất là tốt, thương hiệu format của Nga, khung nhôm, một đồ là Objetila 26, dây thì đã được chạy êm sườn do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là khung xe thì nước sơn nó không còn được đẹp như lúc ban đầu, nó đã xuất hiện những cái vết xước hay là những cái vết do qua quá trình sử dụng, nhưng mà cái tông màu này nó còn tương đối đẹp, nhưng mà tông màu đen nhám sờ rất là sướng, và cái màu này nó không lộ xước lắm, các nhìn trên hình có thể đánh giá được rất là đẹp, dây chạy êm sườn, thiết kế rất là cơ bắp, rất là chắc chắn. Full một bộ group chuyển động Shimano DOG 10 tầng lip 3 đĩa. Đây, tầng lip 3 đĩa, trên này cũng là gạt đĩa DOG này. Cho 30 tốc độ khác nhau. Rồi đùi đĩa trục rỗng nguyên zin. Toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Bánh 26 inch này, nồi Eurovatic. Bánh này là bi vòng. Nốt lác nguyên zin. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị một bộ tay bấm xả của Shimano DOG và tay phanh dầu của Shimano. Giảm xóc hơi. Giảm xóc này là zin của nhà sản xuất. Theo xe luôn các bạn. Giảm xóc hơi. Chỗ bơm hơi này. Bơm hơi như bơm van xe đạp. Với cái option rất là cao cấp này, đồ DOG giảm xóc hơi, đùi trục rỗng, rồi thương hiệu của Nga và đang bán tại cửa hàng chỉ có là 8.800.000, một cái mức giá rất là rẻ để cho các bác mà đang muốn chơi xe đạp, chơi những cái phụ tùng cao cấp có thể tiếp cận sử dụng rất là sướng, toàn đồ cao cấp. Và bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60 263 đến khoảng 1m72 73 thì phù hợp. Chuyển động cực kỳ mượt mà, với bộ chuyển động DOG 10 lít 3 đĩa dòng phụ tùng, nó cũng thuộc là hàng cao cấp của dòng Shimano. Rất nhiều bác chơi xe thì cũng đã biết được cái dòng này ngon của Shimano. Chuyển động rất mượt mà, có nhìn trên hình xuống rất nhạy. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.